trong cái quả in cống đó, thì bắt đầu để không tay. Ok, chắc ai nghe hip hop cũng quý cái bài này ha. Đây là quý món tập hot nha. Chỗ này á, anh xin nách chưa? Ở đây là gọi là cái gì? Đây là cái sàn nách chưa? Mà có sự cộng tác giữa Z Farm và SB. Tức là sao? Tức là tất cả những người ở đây là được anh em. Giờ tôi hỏi anh em nha. Ở đây bao nhiêu người là dân chơi chưa? Dân chơi. Bây giờ hỏi lại nha, bao nhiêu người là dân chơi? Còn những người còn lại là gì vậy? Dân hồ. Các bạn lòng rồi, những người còn lại là giang hồ. Các bạn biết sao không? Tại vì không cái thằng không phải dân chơi là mà nó rảnh giờ để đến cái show này nó mà không phải dân chơi. Đúng rồi. Một thằng dân chơi có thể tiết kiệm tiền mua quà cho gái, có thể không ăn cơm già nữa nhưng mà không phải chạy con bỏ tiền đi chơi. Tao đây là lại gì con mép đi. Chúng ta sẽ đến với phần đầu tiên của chương trình dân chơi ảo nhật lớp mở đầu của South Rise. We are so wise, 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 we are so wise,
lần nào để biết được sao qua cái tuổi thọ nơi đây xin thêm nhiều thọ tăng lên mặt cùng quá ngày chung hai vì áo không bất tử nước kẻ ngã mà bên đường người ta lại ghen sát vì áo vì áo vì áo sâu sắc vì áo vì áo vì áo vì áo sâu hoài nên sắp nên sắp mà đưa ta lên thật cao để đau sẽ chờ vì cái lần nào để biết được sao qua cái tuổi thọ nơi đây xin thêm nhiều thọ tăng lên mặt cùng quá ngày chung hai vì qua sân đây. Chơi ơi, bình tĩnh nha. Chơi ơi. Chơi ơi. Chơi ơi. Chơi ơi. Điểm dừng, chúng ta cùng ca cùng hát, còn bên dưới thì nhóc không ngừng. Uống đi rồi mình phải uống thêm hai ly nữa. Uống một ly rồi mình phải hút thêm hai ly nữa. Nào muốn nhạc cực to, mình âm nhạc làm bảy tên bay. Mình vào qua việc các em mình không cần hút mà vẫn lên mây. Một lần nữa, ở đây ai là dân chơi? Một cánh tút một kia, có ai là dân chơi không? Dân chơi? Trong hoạt động này, tới show của SPR, ví dụ chứ bạn không nói là dân chơi nữa, bạn cũng được coi một dân chơi, bạn đã tới đây, bạn sẵn sàng để chơi chưa? Ok, bạn sẵn sàng chơi chưa? Nghĩ tôi ném chơi vậy đó. À, nói chung là đây có ai biết yêu chưa? Không có yêu á thì có người vui người buồn đúng không? À, nói chung là giờ chia sẻ cho các bạn thấy những câu chuyện của các bạn thôi. Đây đây đây. Nhưng mà
bây giờ chỉ là một kẻ tuổi. Bay đi bay từ xa, bay đi luôn đừng về nha. Tình yêu tôi đã từng có những chỉ một lần đừng làm cho hề mà nó tiếc mà lại. Ở phía trên cao mình em không có kẻ ai. Tại đây em quay lại nhớ được nhiều một lần. Anh không biết không, anh không muốn về với những điều xảy ra ngay trước mặt. Anh không muốn thấy
em. Anh vẫn sẽ chờ cuộc nói quay lại đến từ em, nhưng mà điều đó không thể khi mà có người khác bên cạnh em. Anh phải làm gì để cho nỗi nhớ không còn đây? Đừng cố biết tại sao nhưng mà những câu nói đó vẫn còn đây. Em xa anh, điều đó thì là đúng rồi. Anh có cho em một tình là nhạc buồn, điều đó là đúng thôi. Mình anh mà em đang là buồn đâu thì thôi. Cách tốt nhất hiện tại để em hạnh phúc bên người sau. Cứ bên ngày nào sẽ xa hai, có thể tin nổi anh không quan tâm người ta đang nói gì, anh chỉ cho em trả lời nhưng mà tại sao em không nói đi. Lúc trước em nói đây chỉ mới là thử thách, sự quan tâm và gần gũi được thay vào một khoảng cách. Anh còn sao miễn là em hạnh phúc, anh vẫn cứ mỉm cười cùng với cô nằm bên cạnh bút. Dù mới lặng chút nhưng cũng sẽ qua thôi, muốn em tin và bên anh điều đó thật là xa xôi. Hiện tại vì tình cảm tôi mình chưa đủ đâu, anh cứ im lặng cười với tôi chìm vào giấc ngủ sâu. Những tin nhắn anh còn giữ vì nó chưa đủ đâu, anh vẫn còn tin là tụi mình vẫn là của nhau. Những tin nhắn anh còn giữ vì nó chưa đủ đâu, anh vẫn còn tin là tụi mình vẫn là của nhau. Đừng tin ngày nào sẽ hai, ngày nào sẽ chia tay. Cho đồ để cho em buồn anh một vực sâu. Em yêu anh còn luôn khoan mong với thằng khác. Em nói em sẽ là như anh ta, tại sao bất vui anh không bác. Vì anh đã thì biết rồi, ba má em đi xa luôn. Anh tự biết không vội được như anh cũng không nhớ là anh chưa. Em bị bố, em lớn thì vô đi chơi. Em đi về nhà, buồn cho lại khẽ hỏi một tiếng em đúng liền. Anh không ôm sữa và kẻ ông một ra là tí. Ôi dừng dài cái với bộ nước mắt em chen vào ly. Đã chân đứng cùng với anh mới có lỗi người em yêu. Em chắc khi anh làm gì đi khi anh bắt rồi em cứu. Giả bộ em không biết em làm gì nữa. Em là kể thế là cái gì anh biết em đừng có bao ảo chứa. Sau khi anh yêu người khác thì em cũng trai rồi đâu thích ai. Giờ em sẽ gai thì ai có mẹ anh biết đi ai. Hey! Yeah.
mà tình em chưa một chọn thì không phải thiệt thì nó là anh cũng hơi bị khổ khổ vì là chưa quay khổ vì nó cảm thấy cô đơn và khổ vì em mỗi khi giận họ nhưng không sao anh phải ra em như một điều nơi với anh là không bao giờ được nhẹ nhàng em nghĩ một điều bây giờ đâu thì chính là anh nghe anh đã dùng máu của em một sáng khi đôi bạn được gặp lại anh nhớ những mong của em đã mất khi em mua vào ngày mai anh nhớ những lời yêu thương được tin một cách chân thật nhất và anh đã nói anh sẽ trở về tình này những lời hứa chân thật nhất yêu cầu một đêm tình yêu chúng ta sẽ được hạnh phúc bên nhau vậy nào biết không được sao mình cũng cố gắng một chút mà khi ở bên em cứ mong nhìn mình thấy cũng chờ muốn nhận nhau của anh là anh cũng sống với em đến cuối đời. Yeah. I wanna be with you. Don't care how long they say they got. I know you made me move.